Theo nhật báo The Orange County Register, bà Dia Thu Hà Nguyễn, cựu phó thị trưởng thành phố Garden Grove vừa tuyên bố ứng cử chức thị trưởng Garden Grove vào năm 2024. Chia sẻ với tờ báo này, bà Thu Hà cho biết Garden Grove là nơi bà lớn lên và sống với gia đình. Vì từng ngồi trong hội đồng thành phố 6 năm, tôi biết những nhu cầu của thành phố và những điều đặc biệt làm thành phố rất đáng sống. Bà quan tâm đến những chính sách cải thiện an ninh công cộng, giảm tình trạng vô gia cư bằng cách tập trung vào sức khỏe tâm thần, giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương tạo ra nhiều việc làm mới và bảo đảm thành phố cung cấp các dịch vụ tốt nhất. Bà Dia Thu Hà Nguyễn đắc cử nghị viên Garden Grove lần đầu vào năm 2016, sau đó tái đắc cử vào năm 2018. Trong những năm làm việc cho thành phố, bà ủng hộ các chương trình giúp đỡ doanh nghiệp địa phương và mở rộng những chương trình giúp đỡ người lớn tuổi, trong đó có trợ cấp thực phẩm trong đại dịch COVID-19. Hôm 22 tháng 3, Thống đốc bang California Gavin Newsom thuộc đảng Dân Chủ đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến để nói về chuyến đi khắp tiểu bang nhằm đưa ra những chính sách mới. Bốn mục tiêu chính là giải quyết tình trạng vô gia cư, biến nhà tù San Quentin thành trung tâm cải huấn, cai nghiện cho tù nhân, tiểu bang tự sản xuất và phân phối thuốc insulin giá rẻ và cải cách chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trước đó, Thống đốc Newsom cho biết bang California sẽ xây 1.200 căn nhà nhỏ khắp tiểu bang cho người vô gia cư nhằm giải quyết vấn đề đau đầu cho California suốt thời gian ông tại chức. Ông Newsom hy vọng 1.200 căn nhà đó sẽ xây xong trễ nhất là mùa thu năm nay. Số nhà đó sẽ được xây ở 4 thành phố Sacramento, San Jose, San Diego và Los Angeles. Chính quyền địa phương sẽ quyết định xây ở đâu cụ thể và có trách nhiệm trông nom những căn nhà đó. Trước khi mua cái ghế massage của Loraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác. Biết rằng là cái loại ghế này của Loraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp. Và tôi đã chọn cái ghế massage của Loraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Trong tuần này, Philippines vừa tổ chức cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên giữa các nhà ngoại giao của Philippines và Trung Quốc kể từ trước đại dịch, trong bối cảnh bùng phát căng thẳng về những gì Manila mô tả là các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Lãnh đạo hai nước đều nhất trí rằng các tranh chấp trên biển nên được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và đối thoại, chứ không bao giờ bằng con đường cưỡng ép và bắt nạt. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nói như vậy khi khai mạc các cuộc đàm phán song phương về Biển Đông. Hai nước láng giềng này đã thảo luận về lập trường của họ về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi năm 2016, vốn vô hiệu hóa các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như hầu hết Biển Đông và đối với các sự cố trên biển. Vào ngày 24 tháng 3, hàng loạt tiểu thương tại chợ An Đông Plaza tiếp tục giăng băng rôn đòi quyền lợi, mong muốn ban quản lý miễn giảm giá thuê. Theo một chủ sạp có vị trí mặt tiền tại An Đông Plaza, cách đây 5 năm, tiểu thương có ký hợp đồng thuê dài hơn với ban quản lý và trả tiền một lần. Đến nay hết hạn hợp đồng, ban quản lý thông báo chỉ ký hợp đồng từ 6 tháng đến 1 năm. Điều đáng nói là giá sẽ tăng lên từ 20 đến 30%. Những năm trước khi có dịch COVID-19, lượng khách đến tham quan mua sắm rất đông, nên việc tăng giá theo định kỳ hợp đồng không sao cả. Tuy nhiên hiện nay, lượng khách rất vắng, giảm tới 60 đến 80% so với năm 2016. Tăng giá thuê trong hoàn cảnh này là một điều vô lý, một chủ sạp khác nói. Trong khi đó, một người chuyên bán sỉ quần áo tại An Đông Plaza cho biết giá thuế phí cứ leo thang, nhưng lượng khách ghé mua lại giảm khiến bà rất căng thẳng. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Báo Tuổi Trẻ hôm 23 tháng 3 ghi nhận lượng du khách đi theo tuyến Cambodia, Tây Ninh, Sài Gòn qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh có chiều hướng gia tăng, giúp du khách Cambodia trở thành nguồn khách tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam. Tính trong 2 tháng đầu năm nay, lượng khách từ Cambodia tăng 201% so với cùng kỳ năm 2019 với gần 70.000 lượt, theo dữ liệu của Cục Thống kê. Giới chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, du khách Cambodia đến Tây Ninh chủ yếu là để thăm khu du lịch núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là tour đi về trong ngày nên mức chi tiêu của du khách khá thấp. Chắc hẳn quý vị còn nhớ vào hôm 23 tháng 2 năm 2023, một ngày trước kỷ niệm một năm cuộc chiến Ukraine.
VTC Now, kênh YouTube trực thuộc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ở Việt Nam, đã cho đăng cuộc phỏng vấn Thượng tướng quân đội Nguyễn Chí Vịnh với chủ đề Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về một năm xung đột Nga và Ukraine. Ông Vịnh về hưu năm 2021 khi đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Vịnh 5 lần nói Nga sẽ thất bại và 3 lần nói Nga không có chính nghĩa trong cuộc chiến này. Cụ thể có một đoạn ông Vịnh nói như sau: dù anh có đúng đi chăng nữa, dù anh bị sức ép thế nào đi chăng nữa, dù anh về mặt tình cảm, về mặt lý trí, anh có bị phản bội thế nào đi chăng nữa, nhưng anh giải quyết vấn đề bằng chiến tranh, nhất là đưa quân sang một nước khác là điều tối kỵ, là điều không bao giờ được chấp nhận, và kết cục của cái việc ấy sẽ là thất bại. Tướng Vịnh cũng nói lý do Nga sẽ không thắng Ukraine cũng giống như Hoa Kỳ từng phải rút khỏi Việt Nam là vì chính nghĩa không ở bên ông Putin và quân đội Nga. Vẫn theo ông Vịnh, bất kể chiến tranh có kéo dài bao lâu, Ukraine sẽ chiến thắng vì họ bảo vệ đất nước của chính họ chứ không đưa quân đi xâm lược nước khác. Tuy nhiên, vào thời điểm chương trình này biên tập, video nói trên đã bị đài VTC, đài truyền hình trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, chuyển từ chế độ công khai sang chế độ không công khai, nghĩa là unlisted. Hiện tại, người dùng truy cập vào kênh VTC Now sẽ không thể tìm thấy video. Riêng những ai có đường link, khi bấm vào thì có thể xem, nhưng VTC đã dùng công cụ của YouTube cắt ngắn đoạn video này. Hiện nó chỉ còn 12 phút, 26 giây và cũng không còn những câu trả lời nhạy cảm của ông Vịnh. Trước đây một cuộc phỏng vấn này có độ dài là 1 tiếng 9 phút. Hiện chưa rõ VTC làm việc này vào khi nào và lý do gì. Tuy nhiên, để rộng đường dư luận, Nữ Vòng Trái Đất TV sẽ đăng lại toàn bộ cuộc phỏng vấn này trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Khác xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.